Hai, xin chào cả nhà. Bữa nay mẹ vô bếp nha cả nhà. Hôm nay mẹ xắt hành để làm món cá điêu hồng hấp nước tương nha cả nhà. Mẹ nãy mẹ nói chiên mà thôi, thì hấp ăn cho nó đỡ ngán với chiên dầu mỡ không à. Chào cả nhà. Bữa nay mình có mua con cá điêu hồng. Hồi sáng mình tính chiên mà con mình nói thôi mẹ hấp đi mẹ, hấp ăn cơm lên gặp đại gia đình cho vui mẹ. Thì thôi giờ mình cũng hấp nha cả nhà. Con cá này mình mua cũng nhỏ chứ không có lớn, có hai mẹ con mình cũng có ăn lớn luôn, ăn cũng hết. Giờ ở đây là mình có hành lá. Hành lá xong rồi giờ có hành phi. Giờ mình để là no nha cả nhà. Giờ mình để chút bột ngọt. Chút bột ngọt. Mình để vô một nửa muỗng đường. Mình để vô một chút tiêu. Đây là nước sốt mình ướp cá nha cả nhà. Giờ mình để vô một chút muối cho nó cứng cứng con cá, nó để nó lạc nó cũng không ngon lắm nha cả nhà. Rồi mình để vô một chút nước tương. Nước tương nó thơm này. Mình qua lại cái đều cái mình ướp con cá. Ướp chút xíu rồi mình lấy hành chân nữa cả nhà. Cho cá qua đó luôn hả? Ừ, mình cho cá qua luôn. Đó, vậy đó. Mát xa 5 phút. Mình tính mình làm. Làm về cho nó thấm. Nhét vô bụng nó mới mà. Không ngồi nhét con hành lá nhét vô bụng không. Thấm chút xíu cái mình thấm chút xíu cái mình để mình chiên lên đó cả nhà. Ăn vậy thì chắc nó đỡ ngán hơn mình chiên. Chiên dầu mỡ quá. Rồi, massage để 5 phút nha cả nhà. Tôi rồi cả nhà. Giờ mình để vô để mình hấp nha cả nhà nha. Hấp 10 phút rồi, chắc 10 phút rồi. 10 phút cũng được. Ngon được cá nó ngon được lắm. Thấy không, mình có cái này, mình lấy cái cá ra mới dễ chứ, nếu không lấy ra khó lấy lắm. Ok. Chừng nào chơi gần chín mình cho tỏi vô cả nhà. Mình rất thích ăn tỏi. Xong mới cho hành lá lên nữa là ok. Để củ hành vô trước cả nhà. Mình mới cho tỏi vô luôn cả nhà. Tỏi nhiều ăn mới tốt. Giờ cho hành lá vô. Mà cho đạn đi nó đâu sao đâu. Củ hành nó tái tái ăn cũng được mà. Nó tái vậy nó tanh thôi. Sao tanh được? Để hành nó tới luôn. Để luôn đẩy cái nữa là tắt. Rồi. Đây kêu là cá núp hành. Rồi đẩy lại chút xíu nữa. Rồi cả nhà ơi, cá chín này cả nhà. Đó, cho lớp hành với cả nhà thấy đẹp không? Đó, mẹ là chấm mắm tôm cà pháo hết rồi. Mình là chấm nước tương với rau. Rồi Quỳnh chào bà con chú đó con. Xin chào bà cô chú. Quỳnh ăn xôi nha cả nhà. Tại vì sáng mẹ mua xôi á, Quỳnh ngủ dậy trễ nên giờ ăn xôi luôn. Xôi trừ cơm luôn. 11 giờ. 1:30 nè. Ngủ. Rồi cả nhà mình nha. Hôm nay mình lên mình mời cả nhà lên ăn cơm với mấy mẹ con mình. Bữa nay mình hấp cá. Rồi thôi, mẹ ăn đi. Rồi lấy nồi cơm qua chứ. Rồi ăn cơm mà quên thêm nồi cơm nè cả nhà. Giờ mới đem qua đây. Rồi. Con mời ông bà cô chú, mời mẹ, mời anh với con, mời ba, mời nội. Rồi ok. Rồi ok. Thôi mời cả nhà mình nha. Rồi, mình gác cái máy lên nha cả nhà. Bữa nay ăn cũng đơn giản nhưng mà nói chung là cực kỳ ngon. Rồi. Mời cả nhà. Bữa cơm mẹ. Bữa này qua rồi.
Thầy nấu nồi cơm ăn tới chiều luôn đấy. Ba còn dơ lên nữa. Ủa dơ lên mới lấy là được. Sao không? Con? À, mình cũng nói lên đây thì trước hết thì lời nói đầu tiên của em thì hôm qua này em có làm cái clip nấu bún bò Huế thì có cái chị ở bên Cali là chị Soan Lê thì chị cũng yêu mến gia đình em thì chị cũng nói là chị cũng hứa hẹn với em là có dịp em qua bên Cali chị sẽ dẫn em đi chơi thì em cũng cảm ơn tấm lòng của chị đã yêu thương gia đình em cũng cảm ơn chị nhiều lắm nha. Chị cũng có hỏi số điện thoại của em thì nếu mà bữa nay mà chị có coi cái clip của mấy mẹ con ăn cơm á thì em sẽ nói số điện thoại em lên cho chị nhớ để chị nói để chị lấy số điện thoại em để tâm sự hai chị em mình tâm sự. Mà hồi sáng thì em cũng có thấy mẹ em kêu con em nói em thì thật sự em không có biết viết cái gì ở trong cái điện thoại, em điện thoại không có rành. Em có kêu con em viết vô để cho chị thấy số điện thoại của em mà sao em không thấy nó nổi lên cái số điện thoại em ở trong đó. Thấy nhưng mà tại mẹ không biết. Ủa vậy hả? Thì thôi nay giờ em cũng nói số điện thoại em cho chị nghe nha. Số điện thoại em là 0906 940 703. Là chị cũng muốn biết số điện thoại của em thì giờ em cho chị để chị biết số điện thoại em để cho hai chị em mình tâm sự nha. Em cũng cảm ơn chị nhiều lắm nha chị. Rồi mời cả nhà. Cảm ơn quá. Thôi em cũng mời đại gia đình của mình nha, dùng cơm với mình với chị Son Lê nha. Cũng nhiều anh chị con cháu trong này ai cũng yêu thương mình thì mình cũng thấy mình cũng cảm ơn nhiều. Vừa ăn con hỏi trống được thì đúng rồi, mẹ làm thì cũng nói chứ cũng lạc lạc chứ đâu có mặn mày khỏi chấp. Đó, mình ăn đỡ ngán mà. Cái chân bò mình dầu mỡ, dầu nhiều. Còn nước chiên nó ướp sơ sơ rồi, bỏ vô bếp chiên không dầu á. Đừng chiên có dầu. Mình giờ mình cũng ăn gì mình cũng thích ăn canh. Lớn tuổi mà mình thích ăn canh mà mình thích luộc thôi. Mình cũng không thích xào nữa các nhà. Hết rồi. Tuần này cũng vừa với bạn nè. Dạ. Tuần này thứ sáu vừa với bạn nè. Dạ. Cho mình quý y xuống tóc luôn. Được không? Hôm qua con nên là mẹ chúc nhớ cho con biết á. Dạ. Là con mới biết. Về đám điện không có nổi luôn rồi ta ha. Mai mốt mình dẫn nhỏ Quỳnh đi chơi nữa rồi. Để đi xuống mơ thôi, đừng đi Hà Cà Lạp. Ê, đừng đi cũng tạp quá. Ra xuống mơ. Không mơ rồi. Xuống mơ á, mẹ có đi một lần rồi. Ừ. Tắm chỗ đó hả, nó sạch, dữ lắm, sạch luôn. Xuống mơ hay Bình Châu. Mà nó mát nữa. Bình Châu cũng có khối lệnh. Bình Châu, Vĩnh Châu vậy. Ở Vũng Tàu á, không biết sao không. Xuống biển ghê quá. Vũng Tàu là đi chở gì ba đi chùa rồi gần đó ra nó chơi luôn cho tiện chứ không phải tự nhiên Vũng Tàu nữa không chứ cái bữa nó chở xuống mơ đi xuống mơ cho em nó tắm ngon chỗ đó mẹ có đi rồi tắm mà mát lắm mà ngon lắm xuống mơ thì tắm xong chiều về hả nội con có đi chiều mình quên à kỳ con đi với chị không có hả ta con đi đâu mà con mới đi
hồi bữa mẹ chú cũng nói vậy á. Rồi chú mờ tập ngon lắm, mát. Là bình, nước trong veo là bình dâu gì đó. Nước có sâu không rồi? Không. Ngon lắm. Ngang ngang bằng con. Ừ. Vậy là con bơi được. Ủa? Do nước bơi mà sao rồi? Sâu sâu hơn con, có nhiêu đây con vẫn bơi được. Kệ đem, cái đó nó cũng sâu sâu, nó không có sâu dữ. Dân bơi hả chị? Không, không có đầy người ta tới cổ mà nổi đâu. Nhưng mà đường nước đẹp lắm, em nước trong lắm. Trên nhảy mà con cũng nhảy được mà, tại vì ba không thấy con học bơi. Nhảy mất tiêu luôn hả? Nước sạch dữ lắm, sạch luôn. Con cũng nhảy được mà ba không thấy con nhảy thôi. Con lặn được luôn á. Ủa, con có hỏi cô đăng ký học bơi thì nào học lại không? Chừng nào cô là cho thì cô đã làm gì trong điện thoại con á, thì con nhìn con biết. Không biết đâu. Điện thoại của ba con á. Nó lớn á. Nó lớn nổi á. Con nghĩ chắc tuần sau thì là vài tuần nữa. Ở tình là em nghe chị nhắn cho em mấy cái tin vậy, em rất là vui á chị Sơn Lê. Em kêu con em nhắn liền mà sao không? Sao em không thấy trong đó rồi em biết chị có biết không? Nhắn xong rồi kéo xuống cho nó lót lại, nó tải lại nó thấy được. Nhắn liền nó thấy. Cái bị hồng giờ mà thương bự cả bả vậy ba. Không thương không? Thì có đó là gì vậy ba? Xương, cá là nó xương mà xương bự dễ lừa đúng không? Không bị mất cổ. Bữa nay em cũng thấy chị bị bùi. Bùi nó mang thử con cá nội làm siêu phẩm. Siêu phẩm mà nội làm. Ngon lắm. Đây nó thấm, con bụng nó thấm nè. Cũng hành cái bụng nó có ngọt. Béo, mùi, thơm. Cha ba không ăn hết tép tỏi luôn đi ba. Nghĩ dành nhá. Nghĩ dành ăn 2 lần. Còn tỏi là ba. Nãy bà để nhiều. Người thích ăn tỏi. Đợi đi chịu ăn ngon. Cá hấp nhà mẹ khoái lắm rồi. Mẹ ba. Chừng nào mẹ về thì bà nội làm cho mẹ ăn. Mẹ lên mày ban có về nữa, mẹ ở lâu quá rồi. Về 2 lần, ở nửa năm luôn, lần 3 tháng. Bây giờ mẹ ở bển mẹ lo cho giấy tờ cho ba. Nửa năm luôn. Tôi dùng mà qua tuần là mẹ rảnh mẹ gửi đồ rồi. Ghê à. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Trời con không ế nè.
dùm dở ba khóa này chị Thi với em là ghiền luôn. Nó được không à? Kho là chị Thi với em cũng được ăn mà, đủ ăn không? Ừ. Qua này chứ mẹ em đâu có ăn đâu. Chứ mình ăn ít thâu quá. Bà ơi, nếu mà ví dụ tuần sau mẹ đi lộn, mẹ gửi đồ về đúng không? Ừ. Là chừng nào đồ mới tới vậy ba? Có 10 ngày. 10 ngày thôi cũng nhanh. Nhanh là tuần. Chờ 10 ngày. Ừ. Chứ này giờ mình có quà nè. Bà nghe nói là mình có quà, mình mới coi gì. Mình bất ngờ nha. Quần áo này chắc quà. Chắc quà học giỏi á. Học giỏi là mẹ thưởng riêng á. Chứ quần áo thì mẹ mua rồi. Bởi vì mẹ cần. Mốt qua có nghe lời mẹ nó không? Con Mỹ là phải sống như Việt Nam rồi, thấy không? Có biết là mình ăn không mình dọn dẹp nào? Nó mình ăn rồi á. Con phải biết nghe lời mẹ thì mẹ mới thương. Cái đó là vậy á. À, năm thăm năm dọn của anh không? Mẹ qua bên bển mà mẹ phải cực cực thì mẹ mới nuôi con, thì giờ con phải biết cũng ngoan, biết nghe lời. Nghe lời học giỏi là nhiêu đó đủ rồi. Cảm ơn. Bà ăn đi bà. Ủa đúng rồi. Coi để người ta làm hấp dẫn rồi. Chứ không ngon mà mẹ làm đâu. Con cứ ở dở nó hơi khô. Ừ. Ăn không? Bữa nào mẹ nấu luôn bữa nữa. Ha. Con có ăn rồi đúng không nội? Ừ. Mà con quên vị rồi, lâu lắm rồi. Bữa nội nấu còn ngon hơn này nữa hả? Bữa quên đâu đâu. Mà bữa con quên sớm quá mình đi học. Ừ. Mình học chưa về. Để lạnh lạnh ăn cứ sao sao. Đúng rồi. Nội nấu mềm hơn, ngon hơn, béo hơn. Còn tao nấu tao có béo. Ủa mà nấu nó cũng vừa. Ừ, nó cũng vừa. Ừ, nó béo. Nay mai thì mẹ nấu xôi lá cẩm. Xôi lá ăn trên thôi. Rồi mình nấu mình gặp cả nhà mình cũng vui rồi nha. Nhà mình ăn thì không bao nhiêu mà mình muốn nấu để lên mình gặp cả nhà là mình vui rồi chứ thiệt nhà mình cũng than nhiều quá nhà ơi. Ba ăn mình con cục này đi. Ừ. Cái bông mặn á. Để ba ăn một cục này. Ừ. Cứng à. Để nó nguội lắm giờ. Giờ nghỉ chắc từ 8 giờ, 7-8 giờ cho tới 11 giờ. Hút trở luôn đi. Ngon đấy nha, cá ngon. Đúng là cá hấp ngon hơn chiên rồi. Mẹ cái chiên quà. Chứ nó lẻ thì em không bằng. Đúng không bằng. Nói cho con biết. Không có chiên ha. Ướp khứa lần hai là chiên không biết chiên ha. Không có chiên luôn đấy. Ba không thích ăn chè bồng hả ba? Không phải, ăn nhiều nó mặn. Ăn không nó mặn. Nó ăn cái xôi đâu mặn hả ba? Vậy bữa hôm cuối cùng nó sẽ lăn qua nó lên trà mai. Nó trở không? Ai biết đâu, mẹ đâu biết. Nhưng mà
không biết ai nói à, bãi hay ai nói à, mở lăng ở bãi hai đi đứng được, mở hai không nên ngồi xe lăn đó, mà mở hai cái mũi xe lăn giống như gì ba vậy đó, và mở hai vừa đi vừa đẩy vừa đi đẩy vậy á. Bây giờ cái người mình đi đứng không được, mà mình cần phải đi đứng để cho giãn gân cốt. Mà giờ tự nhiên đi đứng được mà lên xe lăn đó ngồi rồi ai đẩy mà hay đi. Mà xe như ba ok. Ừ, xe như ba thì mới được. Xe nó phải tập đi. Ừ, đi vậy nó vững vàng. Chứ mình để không, nó có làm gì. Hình như bãi hay ai nói á. Vậy nó để anh mua một hai cái đó, hay để đi vô phải. Đó đây đó. Lấy nó anh tèo mua. Thì đó cũng có 1 triệu, 1 triệu rưỡi gì. Hơn á. Mạnh hơn xe lăn mình có 2 triệu mấy. Cái có xe đó không mẹ hơn 2 hay hơn. Mới hơn 2 triệu rồi. Cái xe của dì ba ở bên Mỹ mà tâm đô á. Đô cũng có 2 triệu 3 chứ nhiêu. Bọn Mỹ đó. Việt Nam rất rẻ không. Mà hai đi với xìu thì mà hai cũng cần có chiếc xe mà đi vậy á mới chắc. Chứ giờ không bán, cho tiền mở có hẳn cho tiền mở tệ nó thôi. Có gặp mà hai cho thì mà hai vui chứ giờ gỡ qua anh cũng dễ. Con chào mà cô chú. Không mà cô chú nhớ mở kênh con với mẹ con nha mẹ cô chú. Mẹ mà cô chú. Đó có xe đó không ha. Đỡ cái cổng. Còn ngoài đó cổng hồi nè. Hồi ước xưa gì? Năm 9 mấy. Ước gì nè. Năm 80 chắc khoảng 88, 89 là cổng không thời gian nó cổng nhiều. Thì hôm hỏi mẹ với bãi cũng có kể tin clip ở trên nhà bãi. Cổng không. Mà hồi nhỏ mình nhỏ quá mình cổng mà. Mình cổng mà mình để lên cái từ dưới đất mình sóc trên lưng mà mình sóc hổng nổi vô cái nhà nhưng mà ráng. Nhưng mà làm được. Nó đó là có cái bao lúc một khỏe có bao lết mỗi bao lết trong phòng buồn lết ra ngoài trước chơi rồi ngủ cái lết vô cái nghiệp ngoài má mình ngồi chỗ vậy chứ là tiền bạc hay là tính toán trong nhà là má mình tính hết coi như tới mùa mà đi kiếm giống để mà gieo giống á thì má mình kêu á là tụi con đi kiếm giống đi chỗ nào đó má biết nha hồi đó mình nhỏ dữ lắm cái má kêu á lại chỗ đó đổi giống người ta cái đổi giống người ta xong cái đội đem về cái đổ ra sân trước phơi á thì có khi má ngồi đó má đuổi gà luôn còn có khi thì má kêu mình đuổi rồi cái đem phơi xong đàng hoàng cái má kêu đem Dũng ngâm đi con ngâm xong cái tới ngày vớt lên cái mẹ má kêu vớt lên cái má kêu tưới nước vô làm cho giống nó lên đâu nhớ xưa ngâm đổ vô cái lu ngâm mấy ngày mà không bỏ với Dũng cho nó thấm nước hết bắt đầu mới lôi lên xong đàng hoàng mới ủ bắt đầu mới để mấy ngày mới giống nó mới lên thì tới cái ngày mà gieo giống cho má kêu đi ra làm nền đất gieo hồi đó mình bãi anh hai đồ ra làm cái nền gieo xong cái tới chừng cái má kêu chứ hồi đó tụi mình nhỏ lắm biết gì á cứ cái gì cũng má không đó là câu hai cực nhất má kêu là đi kêu người ta cấy đi con kêu người ta cấy thì mình cũng chạy lên mình biết những người nào cấy thì mình lại mình kêu cấy cái tới chừng mà cái gãy phân cái má kêu bữa nay gãy phân được rồi cái chị em xúm gãy phân anh hai rồi gãy phân rồi cái tới ngày cắt lúa cái má cũng kêu cắt lúa được rồi nghe mà cứ má vô cổng ra ngoài vườn hoài luôn đặng coi lúa chín hay không bởi nhớ là tội nghiệp má hết sức hở hai chị em mình ngồi trên bãi có kể thôi tạm biệt cả nhà đây video đã dài rồi thôi mình cũng cảm ơn cả nhà cũng yêu thương mình thì có mấy cháu kêu mẹ Sáu rồi mẹ Sáu cũng cảm ơn tụi con cũng yêu thương mẹ Sáu
rồi kêu mẹ Sáu làm video đi, tụi con cũng ủng hộ. Thì thôi mẹ Sáu cũng cảm ơn tụi con, cảm ơn các anh chị ở trong kênh của mình. Rồi mình cũng cảm ơn chị Son Lê nha, chị cũng quý mến gia đình em. Thì em cũng nói số điện thoại em cho chị nhớ để chị lấy số điện thoại để chị em mình tâm sự. Ok thôi, bye bye cả nhà. Rồi coi như em nói số điện thoại em lần nữa nha, 0906 940 703. Rồi mai mốt chị em mình sẽ gặp nha chị Son Lê. Em chào nha, em chào hết cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe nha.